Alo, Vũ Đi Vui xin thân ái chào các bạn Hôm nay mình nói tiếp về học phổ thông ở Đức nha các bạn Thì hôm rồi mình có nói là khi mà lớp 1 lên lớp 4 là cấp 1 Rồi lớp 5 tới lớp 10 là cấp 2 à, Bây giờ chúng ta sẽ nói về cấp 3 ở uh, Đức hein, các bạn Thì như mình nói video uh, vừa rồi là lên cấp 2 đó Thì ở Đức là người ta đã rất là khoa học Tức là người ta khi mà các thầy cô giáo dạy các em từ lớp 1 tới lớp 4 là đã nhận xét là em nên học hệ phổ thông trung học 12 năm hoặc 13 năm hay là nên học hệ 10 năm theo cái trình độ của uh, tiếp thu của các em để chia ra sớm như vậy các em sẽ không bị mà chương trình nó quá tải nó nặng rồi chán học. Thì uh, mình đã nói rồi là các bạn xem lại video hệ uh, cấp 2 ha. Bây giờ mình nói hỏi hệ cấp 3 thì các em hệ cấp 3 là ngay từ lớp 4 là thầy cô giáo đã đề nghị với cha mẹ và các cháu là nên học hệ cấp 3, tức là học hệ 12 hoặc là 13 năm. À tại sao có 12 hoặc là 13 năm? thì ở đức người ta chia luôn lên là cấp uh, 3 đó là học ngay từ lớp 5. Tức là người ta gọi là gymnasium á. Còn uh, cấp 2 là học học là RA, SU L. Uh, vì là các em nó có khả năng tiếp thu tốt cho nên là học như vậy chương trình nó nặng hơn. Thì học muốn học đại học là bạn phải có bằng siêu tức là phải có bằng cấp 3, tức là bạn phải có abitur thì mới được phép học đại học. Còn nếu không có cái bằng này thì các em sẽ Uh, chỉ học nghề thôi. Đó, các trường đại học phải yêu cầu mình phải có bằng này thì họ mới cho mình nhập học giống như ở Việt Nam mình phải có tốt nghiệp phổ thông trung học mới học đại học nha các bạn. Nhưng mà ở Đức là không có thi đại học. Ở Đức là khi đã một em đã tốt nghiệp uh, Abitur, tức là đã tốt nghiệp cấp 3 thì tự động em ấy được phép đăng ký học tất cả các trường đại học mà các em ấy cảm thấy là muốn. Đó. Nhưng mà các trường đại học sẽ xét cái tuyển. Uh, tốt nghiệp cấp 3 của em để họ xem là họ có chấp nhận cho em vào học trường đại học đó hay không. Mình phải kiểm tra lại cái à uh... cho mình xíu. Rồi, kiểm tra cái microphone coi nó có gắn vô chưa. Rồi bây giờ chúng ta uh, tiếp tục. Thì như vậy đó. Thì uh, học cấp 3 thì các em sẽ được chọn là mình nói kiềm na viết tắt của kiềm na là g đó thì các em sẽ được chọn là g 8 hoặc là g 9 tại sao có điều này g 8 là các em sẽ học tới lớp 12 như ở việt nam là tốt nghiệp còn g 9 là các em phải học tới lớp 13 con mình là phải học tới lớp 13 đó. à, vì sao có việc này thì khi mà lên Kiểm tra siêu người ta là chia ra, tức là em nào có khả năng học nhanh, đó, tiếp thu tốt thì sẽ chọn G8. Đó, tùy vào em muốn chọn hay không. Đó. Và em nào có khả năng học uh, chậm hơn, tức là em ấy muốn có nhiều thời gian thư giãn hơn, học từ từ thôi, đó, thì sẽ chọn G9. Đó, các em được quyền lựa chọn ha. Đó à, thì thì thời con mình á, thì con mình nói là con muốn g 9 con muốn học từ từ thôi còn các bạn mà học g 8 là phải học từ cả buổi sáng cho tới buổi chiều học tới 4 giờ chiều luôn ha từ sáng 8 giờ sáng học tới 3 4 giờ chiều là 5 buổi học trong tuần thường là sẽ xảy ra học tới dài như vậy còn học g 9 là học tới 1 giờ chiều 2 giờ chiều thôi thỉnh thoảng trong tuần sẽ có học tới 4 giờ chiều à, tức là cái À, việc học nó được rải ra thêm một năm thì nó nhẹ hơn thì à, các cháu có thời gian thư giãn hơn để theo đuổi những cái à, à, học quên năng thiếu đó là trước đây và có những ban như ban bay về là chỉ có g8 thôi không có g 9 đó còn à, ban của con mình là có g8 và có g9 nhưng mà năm mà con mình vào à, Ờ, trường trung học á Thì trường nói là bắt đầu từ năm qua mình học là không có G8 nữa Trường bãi bỏ G8 Chỉ có G9 thôi Muốn học G8 thì phải đến trường ở huyện Mình là ở xã các bạn Phải lên trường huyện Thì ở đó người ta mới có G8 Và có những trường người ta không tổ chức uh, Học uh, G8 Người ta chỉ dạy G9 Có những trường chỉ dạy G8 Không dạy G9 à, Và nó có một điều thế này nè là khi mà các cháu đang học lớp 4 đó, ở Đức nó có một cái uh, cái gian cái hay như thế này các bạn uh, mình nói cái này khi các cháu đang học uh, lớp 4 uh, thì tất cả các trường trung học kể cả trường uh, cấp 2 sẽ gửi giấy cho cha mẹ và các cháu uh, hẹn là hãy đến thăm trường tôi hãy đăng ký học ở trường tôi hãy đến xem cơ sở vật chất của trường tôi đi và đăng ký học ở trường tôi đi tức là người ta dành dành học sinh các bạn người ta dành học sinh về trường người ta đó và sẽ có một ngày là cha mẹ và con cái được phép tham quan toàn bộ cái quy trình phòng ốc uh, cơ sở vật chất trang thiết bị của trường Đấy, để quyết định là có đến trường này học hay không Đấy, để thêm thành tích xem cái thành tích của trường luôn đó à, sẽ có một ngày như thế ở Đức là mình thấy cái này là rất là hay ở Việt Nam mình dường như chưa có tổ chức uh, chỉ biết là ở trường đó giỏi trường đó trường điểm rồi cha mẹ uh, cố cho con vào trường đó uh, mình biết là như vậy không biết bây giờ như thế nào và bệnh viện cũng vậy các bệnh viện người ta sẽ có một ngày người ta mở toan cánh cửa để mọi người có thể đến tham quan bệnh viện chẳng hạn như là uh, cái uh, uh, phân khoa là uh, sinh nở uh, hậu sinh đó người ta sẽ có một ngày là các bà mẹ hãy đến tham quan đi Đó, đến đây tham quan khi nào sinh nở vào đây sẽ được gọi là các bác sĩ tận tâm uh, phục vụ mẹ lẫn con em bé Đó, ở đức người ta có như vậy hả bạn người ta cởi mở người ta không bí mật gì hết cứ vào xem tham quan góp ý và rồi mình sẽ quyết định là mình thấy ở nơi này có phù hợp để mình sinh nở hay không Đó, để cháu bé chào đỡ ở đây không còn uh, việc học thì cháu và cha mẹ sẽ quyết định là con mình có đến trường này học hay không. Đó các trường á luôn là cố gắng uh, tranh thủ để uh, nhận được nhiều học sinh. Khi họ nhận được nhiều học sinh á thì cái quỹ uh, giáo dục sẽ gửi về họ. Đó, có những cái quy định đó các bạn, uh, người ta sẽ gửi về để đầu tư trang thiết bị, đầu tư uh, đầu tư trường uh, uh, phát triển lên. Còn nếu mà trường cái sĩ số học sinh mà cứ tụ hoài tụ hoài là người ta đóng cửa trường luôn tức là không đủ đáp ứng cái lượng học sinh ít quá không đủ đáp ứng thì các học sinh phải sang trường khác mà học chứ một cái quỹ như vậy các bạn biết điều hành một cái trường là các hệ thống điện ga nước lò sưởi nó phải chạy đều đều ha mà sĩ số học sinh thấp quá thì cái tài trợ của bộ giáo dục về nó không đủ để trang trải cho tất cả những cái chi phí gọi là chi phí cơ bản hàng tháng đó nó không đủ à, người ta tính theo cái đầu học sinh người ta phân bổ cái chi phí đó cho nên các trường sẽ rất là kêu gọi kêu gọi <laughs> nên là tranh thủ mời chào quảng cáo quảng bá cho trường của mình để mà cái sĩ số học sinh nó đạt theo yêu cầu của trường ha đó là một cái hay đó. Người, ta ngầm, người ta mời gọi mình, người ta quảng bá mình mà mình đến đưa con mình đến học không có tốn đồng nào hết các bạn mình nhắc lại là ở bên Đức này là giáo dục là suốt những năm học con mình không phải đóng một chi phí cho trường không đóng một đồng nào cả chỉ có những chi phí phụ phát sinh thôi ha để các bạn có lẽ mình nói các bạn chưa có gia đình các bạn chẳng có quan tâm nhiều cho nên mình thấy cái video mà mình làm về uh, giáo dục ở Đức á, uh, chả ai quan tâm Mình đâu có buồn đâu Mình nói đây là cho 10 năm, 20 năm nha Khi các bạn uh, sang Đức du học nghề Và các bạn định cư tại Đức rồi Khi các bạn có gia đình rồi à, Khi các bạn chuẩn bị lập gia đình thì Khi uh, mình có gia đình cũng chưa nghĩ tới là con mình sẽ uh, Việc học con mình như thế nào đâu Mình chưa nghĩ đâu nhưng mà khi con mình bắt đầu vào nhà trẻ là mình bắt đầu mình quan tâm tới những chuyện đó mình sẽ quan tâm à, tới những chuyện đó gì nó gắn liền với cuộc sống của mình và của con mình ha. còn bây giờ khi mình nói này các bạn nói là có dính dáng gì việc du học của tôi đâu chưa chắc tôi ở lại đức ha không sao hết các bạn cứ xem à, mình xem mình có à, một cái à, kiến thức các bạn mình có một cái à, à, nhận định gì đó nó cứ nằm đó thôi đâu có mất đâu kiến thức của mình mà đâu có mất đâu ha. À, rồi đến một lúc nào đó là mình thấy nó cần thiết cho cuộc sống của mình Thì mình sử dụng nó thôi à, Có lẽ video này mình nói ngắn thôi Rồi mình phải nói tiếp mới đủ hết những cái ý Mình nói dài quá các bạn Coi các bạn mệt, các bạn chán Thì à, mình nói rồi ha Là có G8 và G9 sẽ chia ra như vậy Và người ta, chính người Đức á Họ, họ nhận thấy rằng á cái tỷ lệ con em học uh, sinh Việt Nam đăng ký học gymnasium á rất là cao, cao hơn cả người Đức nha các bạn. Nếu mà tính về tỷ lệ dân ấy, rất là cao. Tức là trong tất cả cộng đồng uh, người nước ngoài sinh sống tại Đức thì người Đức họ rất có cảm tình với người Việt Nam. Họ nói người Việt Nam là một cộng đồng hòa nhập nhanh nhất, hiền hòa nhất trong xã hội Đức. À, à, con cái học hành tốt nhất và chính vì cái việc học hành tốt này mà việc hòa nhập vào xã hội Đức à, rất được à, đề cao rất được à, 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 nhà nước Đức ủng hộ các bạn vì vậy mà các bạn thấy là chính nhờ những à, cộng đồng người Việt có cái hòa nhập tốt đó mà khi các bạn xin visa để sang Đức du học nghề á nhà nước Đức á rất là cởi mở, rất là khuyến khích nha. Vì người ta đã có ấn tượng nó rồi. Ấn tượng là những cộng đồng như mình nè, những thế hệ đi trước như mình nè đã tạo một ấn tượng tốt để người Đức họ quyết tâm, chính phủ Đức quyết tâm là về ký kết với Việt Nam là nhận những học viên Việt Nam sang Đức du học mọi ngành nghề mà nước Đức đang cần thiết, đang cần những nhân lực. Đó. À, mình nói để các bạn hiểu rằng là cái nhìn nhận của người Đức đối với cái việc học của người Việt Nam mình như thế nào để các bạn có thể hình dung được để các bạn yên tâm mà học tiếng Đức mà xin visa vào Đức du học nghề ha người ta thấy là cái tỷ lệ người Việt học uh, con em người Việt học thì nay xin mình nhắc lại một lần nữa là cao hơn cả người Đức và các em học rất là thành công uh, cũng có cha mẹ sẽ được uh, thầy cô tư vấn là uh, con của ngài á, nếu học kiềm na thì con ngài sẽ rất phải cố gắng vì em nằm ở giữa ở giữa cái uh, trình độ là uh, uh, kiềm na và đề a em nằm ngay cái ranh giới đó <laughs> cho nên nếu em muốn học kiềm na thì em phải rất là cố gắng thì mới theo đuổi các bạn uh, học kiềm na còn nếu em học đề a thì hơi phí cho em nên là khả năng em học được kiềm na đó nhưng mà học đề a thì chắc ăn nhưng mà khả năng em học được kiềm na nếu em thích thì em phải có sự cố gắng rất là cao. đó. Thì cái nhận xét này rất đúng nha các bạn. Mình nó có người bạn là. Uh, con của bạn ấy là. Trước khi vào học kiềm na. Thì cô giáo đó. Đã tư vấn như vậy. Và rõ ràng em ấy. Học tới lớp 9. Thì em ấy đã không theo đuổi kiềm na nữa. Em ấy trở xuống rời A. Thì như mình nói video trước là. Rời A và kiềm na. Trong thời gian quá trình học các em. Vẫn được phép chuyển đổi hoặc là nhảy tiếp lên học kìm na đăng ký học lên hoặc là uh, đăng ký học dễ hơn xuống rời a tùy theo cái sự tiếp thu uh, uh, học tập của các em chứ người ta không ép không ai ép cả và người ta cũng đề nghị cha mẹ đừng ép con cái quá đừng ép buộc con mình theo cái ý của mình mà hãy tôn trọng cháu hãy đây là cái cơ bản của nền giáo dục ở đức mà mình thấy rất là hay mình thấy rất là khoa học và nhân văn và chính cái điều này nó sẽ giúp con người các em sẽ phát triển theo khả năng của các em có được chứ không phải phát triển theo cái ý muốn của cha mẹ. Ờ... Tiện đây mình nói luôn, <laughs> mình nói luôn, vì cái thời của mình á là cái thời bao cấp, cái thời là ở trên chính quyền chỉ xuống sao á, là mọi người dân là làm như vậy đó à, theo những cái nghị định theo những cái uh, mà chính phủ đề ra à, cái thời báo cấp nó là như vậy còn uh, bây giờ uh, Việt Nam mình là phát triển theo kinh tế thị trường tức là không theo như vậy nữa mà theo sự phát triển vận động của xã hội đó. thì nền giáo dục của đức là lấy cái uh, cơ bản này tức là giáo dục theo sự phát triển của cháu của học sinh của uh, cái bản thân cái người uh, theo học đó chứ không phải là bắt phải theo cái chương trình mà bộ giáo dục uh, ấn định như vậy đề ra như vậy cái chương trình chỉ là một cái để chúng ta học tập theo đuổi nhưng mà cái nền tảng đó là phải phát triển bản thân lên cho nên là nếu như kể cả các cháu đi học thì thầy cô và uh, nhà trường đều khuyến khích cha mẹ là đừng ép cháu gì cả mà hãy để, để các cháu tự phát triển bản thân mẹ mình mình và nhà trường sẽ là người tạo điều kiện cho các cháu phát triển bản thân đó nhưng đó là cái cơ bản chứ không phải là cái tuyệt đối các cháu vẫn phải làm bài tập chứ không phải nói là à, cháu học tới đâu thì học tới đó không được tất cả các bài tập đưa về là các cháu phải làm đó, chứ không phải ngồi coi tivi ôm máy vi tính rồi Uh, bỏ bê bài tập Sẽ bị thầy cô khiển trách Và người ta sẽ có những cái biện pháp nha các bạn <laughs> nha uh, Mình nói nghĩa là chúng ta phải hiểu Nó rõ ràng chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu một chiều uh, Tự do nó muốn học sao nó học uh, Không có nha Thầy cô theo dõi sát sao <laughs> Cũng có những biện pháp kỷ luật uh, Rồi thôi video này mình tạm thời nói là Có G8, G9 Là sẽ học cấp 3 như vậy Uh, rồi video sau mình sẽ nói sâu hơn về việc học cấp 3 Vì việc cấp 3 là một cái cấp uh, Phổ thông trung học đó, là một cấp để được học đại học Nó là một cái uh, gì đó nó nặng nề với các em lắm đó, Ở Việt Nam mình có một thời gian dài là uh, Cả xã hội và nền giáo dục đều hướng rằng là phải học đại học Nhất thiết phải có bằng đại học Thì mới là có cái tương lai Đó nhưng mà từ 2 ba năm nay là các khi mà người ta uh, đầu tư nhiều người ta cần rất cần những công nhân lành nghề giống như nước đức đang cần những công nhân lành nghề mới tạo điều kiện cho chúng ta đài tài trợ cho chúng ta qua đây học nghề chứ còn học đại học là những đức không tài trợ nha các bạn <laughs> các bạn có nhớ một điều đó. chính phủ đức không tài trợ cho học đại học à, chỉ có là các bạn học được, nhận được học bổng của chính phủ đức hoặc là của công ty nào đó thì các bạn được tài trợ còn nếu học đại học tại đức là các bạn sang đây phải tự túc nhưng mà việc học du học nghề thì chính phủ đức sẽ tài trợ những cái ngành nghề mà nước, chính mình đã có nêu ra trong một video đó những ngành nghề đó thì chính phủ đức sẽ tài trợ tất cả toàn bộ chi phí học cho các bạn để các bạn uh, trở thành một công nhân lành nghề uh, uh, tham gia thị trường lao động ở đức Tạm biệt các bạn, chúc các bạn là, là học giỏi tiếng Đức và sớm càng nhanh càng tốt ha, qua đây gặp mình. <laughs> Tạm biệt các bạn. À, hẹn các bạn video sau và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu theo dõi uh, video của mình. Các bạn nhớ xem cái đường link ở dưới nha. Mình cũng uh, hy vọng các bạn là hai cái đường link mà mình đưa về học tiểu học và học uh, cấp 2 ở Đức đó các bạn. À, hãy xem để các bạn thấy là các em bé à, nói tiếng Đức rất là dễ nghe nha các bạn chịu khó lắng nghe mở lại đường link và chịu khó nghe và hiểu đi à, chúng ta mới nghe một chiều chúng ta chưa có sự trao đổi nha à, nghe và hiểu cũng là tốt rồi khi chúng các bạn qua đây các bạn chịu khó nói chuyện với các em bé thì cái việc à, nói nghe của mình nó sẽ à, phát triển rất là nhanh à, các bạn cứ mở những video trẻ em những video thiếu nhi à, à, các bạn sẽ nghe được tốt hơn tập nghe được nhanh hơn rồi từ từ mình sẽ nghe tới những cái uh, uh, video mà người trưởng thành người ta nói người trưởng thành nói không rõ không rõ âm và nói nhanh quá các bạn nếu mà ngay từ đầu nghe họ nói thì các bạn sẽ bị rất là chậm trong việc uh, phát triển cái kỹ năng nghe và nói ha mình nên nghe trẻ em nói thì mình phát triển nó nhanh hơn đó là cái kinh nghiệm mà tự học của mình uh, trước đây tạm biệt các bạn một lần nữa cảm ơn các bạn ha hẹn video tiếp theo chúng ta lại nói tiếp về học cấp 3 tại đức nha các bạn